Sài Gòn, tao sẽ triệu hồi du viên năm thứ ba. Triệu hồi du viên năm thứ ba. What the? Cực kỳ đặc biệt tất cả các bạn. Lần đầu tiên trong đời mình lại được ở trong game Yu-Gi-Oh Nhạc Năm có người sở hữu lá bài Osiris. Đây là lá bài Osiris trong truyền thuyết. Các bạn cần 450 kho báu Osiris để đổi được lá bài này. Bên cạnh đó còn có thẻ lá bài Thần Vào Hoài Obelix. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Ba Yu-Gi-Oh Nhạc Năm. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một nội dung cực kỳ thú vị. Mình tin rằng nội dung của video ngày hôm nay sẽ được rất nhiều bạn mong chờ. Trong quá trình làm YouTube thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi. Trong đó, đây là câu hỏi mà được những người hỏi mình nhất, đó là tỷ lệ giữa quái vật, bài phép, bài bảy trong 40 lá bài mà mình sử dụng. Nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ review 40 lá bài cũng như là tỷ lệ giữa quái vật, bài phép, bài bảy của các top đầu Trung Quốc. Trước khi đi vào video thì mình có hai lưu ý với các bạn. Thứ nhất là hiện tại bên Trung Quốc người ta đã ra tới server 360, có nghĩa người ta đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng vạn trận chiến. Bộ bài người ta đang dùng là đúc kết từ những kinh nghiệm mà người ta chiến đấu được, nên mình tin rằng tỷ lệ mà người ta sử dụng là tỷ lệ hợp lý nhất có thể. Điều lưu ý thứ hai là hiện tại thì phiên bản ở Trung Quốc đã một quá trình rất dài, nên là có rất nhiều lá bài đã được update, cũng như là có rất nhiều lá bài mới được thêm ra. Mình nghĩ số lượng lá bài ở bên Trung Quốc phải gấp 3 lần ở Việt Nam, nên tỷ lệ các lá bài nó cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó. Các bạn hãy lưu ý nha. Sau đây chúng ta hãy cùng review. Giới thiệu với các bạn một tính năng mà hiện tại ở Việt Nam mình chưa có, đó là ở bên Trung Quốc các bạn có thể vào bảng top và xem được bộ bài của top 50. Trước hết thì chúng ta hãy xem top 10 được nha. Đây là server 1 của Trung Quốc nha các bạn. Bên Trung Quốc người ta đã ra tới server 360. Mình đang chơi server 1 để gọi là có cái nhìn sát sao nhất đối với các bộ bài. Đây là bộ bài của top 10 đấu trường Trung Quốc nha. Như các bạn thấy chỉ số ở đây, cô ấy, mình xin được gọi là cô ấy, có 18 lá bài quái vật, 22 lá bài phép và 7. Ở đây là ba lá bài giống hợp mà cô ấy sử dụng. Vì cô ấy chơi nhân vật mai nên có một lá bài mà nếu ai đặt tên đọc truyện Yu-Gi-Oh sẽ rất hiểu, đó là lá bài Lady cánh vàng hoa. Bên cạnh đó có rất nhiều lá bài lạ. Đây là lá bài cánh vàng hoa trong truyền thuyết. Đây là lá bài chuột lông gà. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta cần phải nạp tới 30 triệu để sở hữu được lá bài này. Cô ấy chỉ sử dụng một lá bài là chẳng phản đòn. Như vậy mình sẽ nhắc lại tỷ lệ sử dụng quái vật bài phép bài bảy của top 10 Trung Quốc, đó là 18 quái vật và 22 lá bài phép cộng 7. Chúng ta sẽ thử đến với những vật top 9 nha. Những vật top 9 ở bên server Trung Quốc, ở bên server 1 Trung Quốc sử dụng 19 lá bài quái vật, 21 lá bài 7 cộng phép. Chúng ta sẽ tiếp tục với top 8 nha. Top 8 của chúng ta, vâng,
Đây là một điều cực kỳ đặc biệt thưa các bạn. Lần đầu tiên trong đời mình lại được ở trong game Yu Gi Oh hàng năm có người sở hữu lá bài Ursus. Đây là lá bài Ursus trong truyền thuyết. Các bạn cần 450 kho báu Ursus để đổi được lá bài này. Bên cạnh đó còn có lá bài thân vào hoài Obelix. Mình xin giới thiệu thêm về hai lá bài thân này. Lá bài Ursus mà lá bài Yuki đã chiến thắng và đoạt được. Lá bài Obelix là lá bài được Isis, chị gái của Madis, trao cho Kaiba. Nhân vật Mirabel này cũng có lá bài Thiên Chủ Nhập Thể, lá bài 16. Tiếp đến, chúng ta sẽ đến với top 7. Top 7 sử dụng cả ít quái vật. Số lượng quái vật của anh ấy là 17. Số lượng bài phép cộng với bài 7 là 23. Chúng ta hãy xem top 6 có gì. Top 6 có gì nào? Top 6 là càng sử dụng ít là 3 quái vật hơn nữa. Cô ta chỉ sử dụng 16 lá bài quái vật và tầng 24 lá bài phép cũng như là 37. Số lượng bài phép và số lượng bài 7 của cô ấy là 24 lá, và cô ấy chỉ sử dụng 16 lá bài quái vật mà thôi. Tập 5 nha. Tập 5 của chúng ta sử dụng 17 lá bài quái vật và 23 lá bài tẹp và lá bài 7. Tập 4 nào. Tập 4 sử dụng 17 lá bài quái vật, 23 lá bài tẹp cộng với lá bài 7. Tập 3. Tập 3 là nhân vật Junichi, một nhân vật đang rất nổi ở Việt Nam anh. Tập 3 là sử dụng 18 lá bài quái vật, số lượng lá bài 7 và số lượng lá bài phép là 22. Anh này có 4 lá bài dung hợp. Mình nghĩ đây là 4 lá bài dung hợp được chọn thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 2. Tập 2 hiện tại sở hữu 18 lá bài quái vật, số lượng lá bài 7 và số lượng lá bài phép của anh ấy là 22. Anh ấy chỉ mang một lá bài dung hợp duy nhất, đó là vua rồng, được kết hợp bởi chúa tể rồng và rồng quang. Đây là một con bài mà hiện tại ở Việt Nam anh cũng đã có một số người mạnh na dùng. Mình xin lưu ý là con rồng này nó kháng được bài và kháng được phép nhá. Và chúng ta sẽ kết thúc nhân vật ngày hôm nay với người đang ở top 1 đấu trường server 1 Trung Quốc. Mình xin nhắc lại, anh này đang ở top 1 của server 1 Trung Quốc. Top 1 server 1 Trung Quốc sở hữu chỉ 16 lá bài quái vật mà thôi. Anh này mang theo số lượng lá bài 7 và số lượng lá bài phép đến 24. Anh này cũng mang theo 2 lá bài dung hợp. Sau khi các bạn gọi ra rung ba đầu thì có thể gọi thêm lá bài rung này. Còn đây rung này là sự kết hợp giữa triệu hồi Demon và rung đen mắt đỏ. Sau khi xếp qua bộ bài của 10 nhân vật top đầu ở bên Trung Quốc thì mình xin lưu ý lại với các bạn rằng lá bài triệu hồi Demon người ta dùng rất nhiều nha. Hầu như nhân vật nào người ta cũng sử dụng lá bài triệu hồi Demon. Lá bài này cũng như vậy. Lá bài này hiện tại ở bên Việt Nam nghe nói đáng rất hot. Lá bài đồng hồ mình cũng thấy rất nhiều người dùng. Các bạn xem người ta sử dụng lá bài triệu hồi Demon rất nhiều nha. Top 2 thì không sử dụng. Top 1 sử dụng. Top 3 sử dụng 2 lá bài triệu hồi Demon. Tập 4.
Tàu bộ cũng sử dụng 2-3 triệu Demon. Còn đây là rồng Gandora. Tập 5 cũng lựa chọn 2-3 triệu Demon nha. Hầu như trong tập 10 thì người ta sử dụng các bộ bài rất liên quan với nhau. Các bạn cũng cần lưu ý là người ta cũng ưu tiên các lá bài 4 sao mà attack nhỏ hơn 150 à 1500. Đây là các lá bài mà khi nó bị phá hủy nó sẽ tự gọi ra một lá bài có attack nhỏ hơn bằng 150 nha, à 1500 nha. Nhân vật top 7 cũng mang 2-3 triệu Demon. Như vậy thì các bạn có thể yên tâm về lá bài triệu Demon, vì mặc dù ở Việt Nam mình bán lá bài này khá đắt, từng 50k gót, nhưng mà ở bên Trung Quốc người ta ra tới 360 server nhưng người ta vẫn rất chuộng lá bài triệu Demon, nên các bạn có thể hiểu được giá trị của nó. Mình nghĩ rằng nếu các bạn có điều kiện thì có thể nên sắm lá bài triệu Demon, đó là một lá bài cực kỳ mạnh thật các bạn. Như vậy thì mình đã vừa review top 10 nhân vật ở server 1 Trung Quốc sử dụng tỷ lệ lá bài phép và lá bài 7 như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.